cho rằng nhóm khách nhìn đều thành viên bàn mình. Tín dùng dao đâm nhóm khách bàn bên cạnh làm một người tử vong và hai người bị thương. Ngày 17 tháng 9, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai của La Trung Tín, 20 tuổi, quê Sóc Trăng, Nguyễn Minh Quân, 25 tuổi, ngụ Quy Bình Tân, Nguyễn Văn Tài, 24 tuổi, quê Long An và Phạm Thị Mỹ Hảo, 20 tuổi, quê An Giang để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân bị đâm chết là anh T.V.C, 31 tuổi, quê Kiên Giang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 16/9, anh C đi cùng hai người khác đến quán ốc trên đường Kinh Dương Vương P, An Lạc Quy Bình Tân để nhậu. Ngồi kế bàn anh C là bàn của Tín, Quân, Tài và Hảo. Trong lúc ăn uống, nhóm Tín cho rằng bị nhóm của anh C nhìn đều nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến xô xát. Tín dùng dao đâm trúng anh C và hai người ngồi chung bàn với anh C. Vụ việc làm anh C tử vong, hai người cùng bàn anh C bị thương được đưa vào bệnh viện. Gây án xong, nhóm Tín bỏ trốn. Đến trưa 17 tháng 9, đội cảnh sát hình sự Công an Quy Bình Tân phát hiện Tín cùng đồng bọn đang lẩn trốn ở Long An nên đã bắt giữ.